Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Cà Phê Lan. Khi hàng loạt các ngân hàng liên tục tăng lãi suất huy động, nhiều ý kiến cho rằng sẽ kéo theo mức cho vay ra sẽ tăng nhưng thực tế chưa như vậy. Tốc độ tăng lãi cho vay chậm hơn huy động rất nhiều. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi kỹ hơn về nội dung này. Gói tín dụng 120.000 tỷ được sửa đổi cho phù hợp với thực tế hơn. Báo VnExpress thông tin, Ngân hàng Nhà nước cho biết, điều hành tín dụng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng, tín dụng định hướng vào một số ngành, lĩnh vực quan trọng, sản xuất kinh doanh và ưu tiên. Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay phát triển nhà ở xã hội hay gói 30.000 tỷ đồng với lĩnh vực lâm, thủy sản cũng được đẩy mạnh. Trong đó, gói vay nhà ở xã hội dự kiến sửa đổi theo hướng ưu đãi hơn. Nội dung mới từ Ngân hàng Nhà nước đưa ra trong bối cảnh gói tín dụng nhà ở xã hội gần như đứng yên trong năm đầu tiên triển khai. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ sửa đổi gói tín dụng 120.000 tỷ theo hướng ưu đãi hơn trong bối cảnh một năm gói này giải ngân chưa tới 1%. Nội dung này được nhắc tới trong hội nghị giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng diễn ra mới đây. Đến ngày 14 tháng 6, tín dụng tăng 3,79% so với cuối năm trước. Tốc độ cải thiện qua các tháng, doanh số cung ứng ra nền kinh tế nửa đầu năm nay cao nhất trong 3 năm gần đây. Từ tháng 4 năm 2023, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân được kỳ vọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng 100 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Tuy nhiên, sau một năm triển khai, kết quả giải ngân rất thấp. Gói này mới giải ngân chưa được tới 1%, tức là khoảng 1.144 tỷ đồng. Trong số này, khoảng 1.100 tỷ cho chủ đầu tư tại 11 dự án, còn lại là người mua nhà. Ngoài 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, hiện có thêm TPBank, VPBank tham gia gói này với số tiền 5.000 tỷ đồng mỗi ngân hàng. Thực tế này, gói tín dụng 120.000 tỷ được đề xuất sửa đổi cho phù hợp hơn với thực tế. Nguyên nhân gói tín dụng này giải ngân chậm. Theo báo cáo Ngân hàng Nhà nước trước đó, do quy định đối tượng thụ hưởng còn phức tạp khiến người dân gặp khó khăn khi vay ưu đãi, Bộ Xây dựng cũng đánh giá lãi suất gói vay ưu đãi trên vẫn cao, trong khi thời gian cho vay ngắn nên chưa thu hút được các doanh nghiệp, người dân vay vốn. Trong báo cáo mới đây, Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói vay ưu đãi mới cho người mua nhà ở xã hội với lãi vay thấp hơn 3-5% lãi suất vay thương mại, kỳ hạn vay 10-15 năm. Mức lãi đề xuất này mềm hơn gói tín dụng ưu đãi đang thực hiện, thấp hơn 1,5%-3% lãi vay thương mại. Các ông lớn bất động sản vào cuộc đua xây nhà xã hội. Nhiều doanh nghiệp bất động sản, trong đó có những ông lớn vốn chỉ làm dự án cao cấp, nghỉ dưỡng, đã tính xây nhà ở xã hội với quy mô chục nghìn căn. Cuộc đua xây dựng nhà ở xã hội bắt đầu nóng từ đầu năm 2023, khi thị trường bất động sản rơi vào giai đoạn khó khăn nhất, khi phần lớn phân khúc đều rơi vào trầm lắng, thanh khoản kém, nhất là các sản phẩm cao cấp, nhà ở xã hội và nhà thương mại bình dân duy trì lực cầu lớn nhưng nguồn cung thiếu hụt. Nhiều chuyên gia trong ngành chỉ ra nhà ở xã hội chính là phao cứu sinh cho doanh nghiệp địa ốc. Tuy nhiên, xuyên suốt năm ngoái, xây nhà ở xã hội chủ yếu nằm ở kế hoạch và việc tìm hiểu đầu tư. Đến nửa đầu năm 2024, cuộc đua xây nhà ở xã hội nóng lại và được các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ. Mới đây, Tập đoàn Địa ốc Hoàng Quân đã ký hợp tác chiến lược với Novoland để xây nhà ở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, mục tiêu hoàn thành 3.000 căn trong năm nay. Theo thỏa thuận, Địa ốc Hoàng Quân và Novoland sẽ cùng đóng góp tài chính, năng lực, kinh nghiệm, khai thác quỹ đất sẵn có của cả hai để xây dựng các dự án nhà ở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác như Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông 2024, Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân Trương Anh Tuấn cho biết doanh nghiệp sẽ hoàn thành ít nhất 50 dự án nhà ở xã hội
với khoảng 50.000 sản phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An đến năm 2023. Trong năm nay, doanh nghiệp sẽ tích cực tìm kiếm quỹ đất để phát triển dự án. Lần hợp tác này với Hoàng Quân cũng đánh dấu việc Novoland tham gia xây dựng nhà ở xã hội. Trước đây, doanh nghiệp này chủ yếu phát triển các dự án thương mại cấp cao nghỉ dưỡng. Tại một hội nghị với Thủ tướng, lãnh đạo Novoland từng tuyên bố sẵn sàng nhận nhiệm vụ phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội tại các tỉnh phía Nam. Trong tài liệu chuẩn bị cho phiên họp thường niên cuối tháng 5, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội Hankook cũng cho biết muốn làm gần 10.000 căn nhà ở xã hội tại nhiều địa phương, tập trung ở Hà Nội, Hà Nam, Đồng Nai. Hankook là doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, được biết đến chủ đầu tư của nhiều dự án nhà ở khu vực Tây Hồ Tây. Tại hội nghị về nhà ở xã hội do Thủ tướng chủ trì vào giữa tháng 3, nhiều tên tuổi lớn của thị trường địa ốc đã cập nhật về tình hình và kế hoạch triển khai các dự án. Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết Vinhome sẽ khởi công xây dựng 4 dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 10.000 căn tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa. Tập đoàn Vingroup cũng đang hoàn thành các thủ tục pháp lý để sớm khởi công các dự án khác tại Hà Nội, Hưng Yên, Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Ngọc Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vigracera cũng thông tin doanh nghiệp đã triển khai việc đầu tư và bàn giao khoảng 5.000 căn nhà ở xã hội tập trung ở Hà Nội. Tổng công ty đang xây dựng hơn 10.000 căn ở 4 tỉnh gồm Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nam và Phú Thọ. Hiện đã có sẵn 3.000 căn có thể đưa vào sử dụng giá từ 8 triệu đến 10 triệu đồng mỗi mét vuông. Nói với VN Express, ông Nguyễn Hoàng Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần G-Home, cho biết cuộc đua đầu năm nay là đua về tiến độ triển khai, chứ không chỉ dừng ở việc đề ra mục tiêu. Động lực chính là luật nhà ở 2023 được thông qua đã tăng ưu đãi cho chủ đầu tư và giảm điều kiện cho người mua. Đơn cử, chủ đầu tư không dùng vốn ngân sách sẽ được miễn tiền sử dụng, thuê đất với toàn bộ diện tích dự án, ưu đãi thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, vay vốn với lãi suất ưu đãi. Quy định cởi mở hơn đã thúc đẩy các doanh nghiệp rốt ráo tham gia cuộc đua xây nhà xã hội. Theo CEO G-Home, tuy biên lợi nhuận của nhà ở xã hội thấp, định mức tối đa chỉ có 10%, doanh nghiệp vẫn có thể chắt chiu, chấp nhận lãi ít hơn hay hòa vốn để duy trì hoạt động, tạo công ăn việc làm cho nhân viên. Phương án này là đường lui có ánh sáng. Sau một giai đoạn dài, nhiều ông lớn chỉ chạy đua xây nhà ở cao cấp và hạng sang. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận nhiều ý kiến cho rằng doanh nghiệp bất động sản không muốn tham gia phát triển nhà ở xã hội. Song ông cho rằng chưa chính xác, thực tế Horea thống kê có hơn 15 doanh nghiệp địa ốc tại thành phố Hồ Chí Minh chủ động tự thỏa thuận mua đất để xây nhà xã hội trong hơn 30 năm qua. Gần đây, loạt doanh nghiệp lớn đã đăng ký tổng hơn 1,5 triệu căn hộ để đóng góp vào đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Nếu doanh nghiệp không mặn mà với nhà ở xã hội thì không thể đăng ký đến hàng nghìn căn nhà. Nhiều chủ đầu tư lớn tham gia giúp phân khúc này có sức sống hơn, ông Châu nói. Để cuộc đua phát triển nhà ở xã hội có hiệu quả và bền vững, các chuyên gia cho rằng cần đảm bảo hai yếu tố mấu chốt là quỹ đất và nguồn vốn ưu đãi. Về quỹ đất, luật nhà ở 2023 đã quy định Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải bố trí đủ quỹ đất xây nhà ở xã hội, gồm cả quỹ đất phát triển dự án độc lập. Ông Lê Hoàng Châu cho rằng, điều này giúp hình thành các khu nhà xã hội độc lập quy mô lớn, có đủ dịch vụ tiện ích đô thị. Về nguồn vốn ưu đãi, hiện có gói 120.000 tỷ đồng cho vay phát triển nhà xã hội, nhà ở công nhân, triển khai từ tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên, Chủ tịch Hora cho rằng gói tín dụng này giải ngân rất chậm, chưa thu hút doanh nghiệp và người dân bởi lãi suất cao. Ông Châu đề nghị Bộ Xây dựng khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng với lãi suất 4,8-5% một năm, thời hạn vay tối đa 25 năm. Gói này tương tự gói tín dụng 30.000 tỷ đồng áp dụng trong giai đoạn 2013-2016. Chủ tịch Hora cũng đề nghị tăng thêm lợi nhuận định mức cho chủ đầu tư nhà ở xã hội lên 15% thay vì 10% như trước.
Quy định này áp dụng cho chủ đầu tư tự tạo lập quỹ đất, mục tiêu thu hút thêm nhiều doanh nghiệp cùng tham gia cuộc đua phát triển nhà xã hội. Bộ Xây dựng đề xuất gói tín dụng mới cho nhà ở xã hội. Gói tín dụng mới dự kiến có lãi suất thấp hơn 3-5% so với vay thương mại để tạo động lực cho người thu nhập thấp mua nhà, theo Bộ Xây dựng. Giải pháp này được Bộ Xây dựng nêu trong báo cáo tình hình triển khai đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Ngoài gói 120.000 tỷ đồng, Bộ đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói vay ưu đãi mới cho người mua nhà ở xã hội với lãi vay thấp hơn 3-5% lãi suất vay thương mại, kỳ hạn vay 10-15 năm, mức lãi đề xuất mềm hơn gói tín dụng ưu đãi đang thực hiện, thấp hơn 1,5-3% lãi vay thương mại. Gói ưu đãi này sẽ tạo thêm động lực cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp vay tiền mua nhà, Bộ cho biết. Giải pháp này được nêu ra trong bối cảnh gói 120.000 tỷ đồng sau hơn một năm mới giải ngân được chưa tới 1%, tức khoảng 1.144 tỷ đồng. Trong số này, khoảng 1.100 tỷ cho chủ đầu tư tại 11 dự án, còn lại là người mua nhà. Ngoài 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, hiện có thêm Tiên Phong Bank, VP Bank tham gia gói này, với số tiền 5.000 tỷ đồng mỗi ngân hàng. Trước đó, đầu năm 2023, Bộ Xây dựng từng đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, tương tự gói 30.000 tỷ trước đây. Các ngân hàng thương mại để cho vay dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo hình thức tái cấp vốn. Đề xuất này từng được đưa vào dự thảo nghị quyết của Chính phủ. Tuy nhiên, sau đó Bộ đã bỏ đề xuất này, thay vào đó cùng Ngân hàng Nhà nước triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng mới về đề xuất này của Bộ Xây dựng. Về tình hình phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng cho biết đến nay có 30 địa phương công bố danh mục 72 dự án đủ điều kiện vay gói 120.000 tỷ đồng. Một số địa phương có nhiều dự án như Hà Nội 6 dự án, Thành phố Hồ Chí Minh 6, Bắc Ninh 6, Bình Định 5. Đến nay, 503 dự án nhà ở xã hội đang triển khai trên cả nước, tăng 4 dự án so với cách đây 2 tháng. Trong đó, 75 dự án hoàn thành với gần 40.000 căn, tăng 3 dự án với hơn 1.700 căn so với 2 tháng trước. Tuy nhiên, Bộ cho rằng phát triển nhà ở xã hội tại nhiều địa phương còn hạn chế, nhiều tỉnh thành có tỷ lệ triển khai thấp so với mục tiêu đề án, dù tập trung nhiều khu công nghiệp ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An. Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị các Bộ Công an, Quốc phòng mỗi bộ hoàn thành 5.000 căn nhà ở xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây 2.000 căn trong năm nay. Bộ Tài chính cũng cần xây dựng phương án phát hành trái phiếu chính phủ để hỗ trợ lãi suất cho phân khúc này.